Mang ly bánh tráng khổng lồ ra đường mời người lạ ăn cùng, cô gái khiến ai nhìn cũng bất lực. Hả? Cái gì vậy bà nội? Làm sao vậy? Một cô gái trẻ mới đây đã tập làm báo đường báo phố khi mang hẳn một ly bánh tráng khổng lồ ra đường rồi mời người lạ cùng ăn. Tuy nhiên thay vì hưởng ứng nhiệt tình thì người đi đường bất lực kiểu: nếu xinh đẹp thì xin chị hãy bình thường ạ. Từ đoạn clip quay lại cho thấy lúc này bạn nữ đang dừng đèn đỏ tại một con đường khá đông đúc xe cộ. Tranh thủ vài chục giây ngắn ngủi, cô gái đã lấy một chiếc ly khổng lồ có đựng bánh tráng trộn bên trong rồi dùng đũa gắp ăn hết sức ngon lành. Không những vừa ăn vừa cười khoái chí, bạn nữ ấy còn mời những người đang dừng đèn đỏ xung quanh mình cùng thưởng thức. Thế nhưng, đáp trả lại tấm chân tình của cô gái, hầu hết đều tỏ ra không quan tâm. Ai cũng nhìn với ánh mắt đầy bất lực, vì đi đường đã mệt lại còn va phải báo thủ. Sau khi clip đăng tải đã nhanh chóng viral với hàng trăm ngàn lượt xem, cùng với đó là hàng ngàn bình luận, nhiều người đã bật cười trước thái độ hài hước của cô gái, song cũng có không ít người ngại dùm vì hành động này. Nếu xinh gái thì xin hãy bình thường dùm chị gái ơi, giờ ra đường gặp toàn báo thủ không hà. Mặt mấy người xung quanh kiểu, nhìn tôi giống đang vui không bà già. Làm quá nhìn nó ố về, nhưng chị xinh đẹp nên cho phép bỏ qua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.